đụng cái là thấy lửa chín hả? Ăn đi mẹ. Thử đi. Wow. Tomorrow. Bây giờ là thứ ba, ngày 16 tháng 3, 6 giờ sáng. Mình Dung anh mình mới dậy. Dậy là 5:45. Cảm hức 5:45. 6 giờ mới ngồi dậy. Bây giờ đi chuẩn bị đi xuống ngắm biển với lại xuống hồ bơi chơi. Tầng 4 xuống tầng G. Bây giờ đang trên đường đi ra biển. Tầng 4 xuống tầng G. Mình kêu tầng G được không? Bây giờ đi ra trên đường ra hồ bơi trắng. Đi ra biển cứ ngoài để đi ngắm cảnh rồi xong mình vô mình bơi trong hồ bơi này. Mình ra được này là sóng nó hơi mạnh nên ít người tắm ở ngoài biển á. Nên đa số ai cũng vô hồ bơi hết. Lên đây Khang. Lên đây. Đây là một thanh niên chơi ngu người mọi người. Rất ngu người. Trượt giá không chưa còn bỏ cái chân vô cái giá rồi xong rồi. Is mayonnaise an instrument? No, Patrick, mayonnaise is not an instrument. Mission failed. We'll get them next time. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ review phòng. Đây là phòng mình ở với lại bà mình. Thì có anh mình, mà có với lại bà nội mình là tổng cộng 3 người. Nhưng mà bình thường thì một phòng chỉ có 2 người thôi, thì người thứ ba thì sẽ phụ thu. Ok. Thì đây là cái cửa. Đã chả biết rồi. Mà chỗ này sẽ có cái thẻ đút vô để bỏ vô. Insert the key for power. Là bỏ cái thẻ vô để cho có điện lên. Còn nếu mà mấy bạn thông minh như mình chỉ cần lấy cái miếng giấy mình bỏ vô, cũng như là có cái đồ đè là cái phím là có thể có điện rồi. Ở đây là nhà tắm, như các bạn đã thấy nó rất là bừa bộn tại vì bây giờ đang check out ra rồi, đang đi gấp để đi ăn nữa. Người đi lên là đạp tiếp. Đây là mình. Hello. Nó một xìu. Nếu số lượng 3 người thì mình sẽ được kiểu số lượng bàn chải rồi khăn này nọ là 3 cái. Chỗ nhà vệ sinh đây là có bồn tắm luôn. Ở đây là có vòi sen, nó có hai chế độ luôn nha bạn. Ở trên đây xuống, còn đây là vòi mình cầm được. Còn dưới đây là cái này, nó có cho vòi gội đầu với lại chai tạo bọt cho bồn tắm luôn. Trong nhà vệ sinh thì hơi vang. Ở đây thì có được cái kính nè, đồ mặc cho kiểu romantic đồ này nọ đâu. Ở đây có cái sát rồi, nó chưa có cho cái đồ sấy tóc. Còn ở đây là ở trên cái tủ lạnh là có snack rồi nước ngọt này nọ, đều để giá hết nha. Nó có 3 chai nước suối phi, còn trên đây có 2 chai rượu rồi đồ nấu nước sôi đó. Thì nhưng mà mình đã nói là mình ở 3 người trong đây nên có phụ thu thêm một cái giường này. Cái giường này bây giờ mình đang đi là 490.000 đó. Cái phòng này tổng cộng là một đêm là khoảng 1.600.000 cộng luôn cái giường rồi. Rồi cộng luôn phí buffet, rồi cộng luôn phí cái một cái set menu
cho một phòng. Giống như một phòng cặp đôi thì nó được, sẽ được tặng một cái set đồ ăn menu, ăn trưa hoặc là ăn tối. Thì nó sẽ nó có 4 set, bạn có thể chọn trong một trong 4 set để mình nói ở dưới đầu bếp để cho họ làm ăn. Đây có bàn làm việc, rồi có ghế, rồi có một cái gương nhỏ đây nữa, rồi tivi. Ở đây cũng có cái sofa nữa. Thì mình đã nói là đây là phòng couple, nên các bạn hiểu là cái bố trí sao rồi đó. Cái chỗ nhà tắm này là cái rèm này kéo xuống thôi, tại vì ở không phải couple nên kéo xuống. Còn nếu mà mình nghĩ ở couple thì cái vẹn nó lên trên rồi các bạn ạ. Kính trong suốt mà, nhìn nhau để cho cái cảm giác được bảo vệ mà, hiểu không? Còn đây là ban công. Đó, mình mở cửa đi ra. Ngoài đây sẽ được có hai cái ghế. Còn cái này là giống như đồ để máng đồ á, tại vì bình thường khách người ta vô đây người ta ví dụ có phơi đồ bơi này nọ, người ta thường để lên đây làm cho mất cái mỹ quan, giống như người ta từ xa ta nhìn vô thì sẽ không có được đẹp lắm. Nên khách sạn ta chuẩn bị cái người ta làm cái này mỗi phòng đều có ngoài ban công hết, để cho được máng đồ lên. Ngồi ở đây có hai cái ghế mình có thể ngồi ngắm cảnh, view rất là đẹp. View hồ bơi. Hồ này tối nó sẽ có giống như điện, giống như là nhạc, giống như nước nó xuống thành chữ, giống như là welcome to Mũi Né Bay Resort vậy đó, giống như là chào mừng này nọ bla bla bla. Còn dưới đây đó view. Đằng xa xa kia là mấy cái phòng mà view vườn. Còn mấy cái tài này là view biển hết. Thì view biển thì phải cao cao nhìn nó mới ra ngoài xa biển đẹp được. Còn ở dưới thì chỉ nhìn nó gần biển hơn, nhưng mà nó chỉ được nhìn thấy kiểu cây cối rồi vườn này nọ thôi. Đó là một cái phòng 1.600.000. Đáng lý là 1.111.000 cái phòng này trong cái lúc mà mình đang đi. Tại vì mùa dịch nữa nên nó giảm giá nữa. Nên bình thường là cái giường phụ thu là tới 700.000 lận, nhưng mà bây giờ là chỉ có khoảng 499 thôi. Ok, giờ chuẩn bị đi Đà Lạt thôi. Let's go.